căn cứ xác định họ tên Trần Thị Ngọc Trinh, giới tính nữ, họ tên khác không, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989 tại tỉnh Trà Vinh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh. 119 và 173 Bộ luật tố tụng hình sự ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2023. Họ và tên Trần Thị Ngọc Trinh, giới tính nữ, tên gọi khác không, sinh ngày 27 tháng 9 năm 2023, quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam. Viện trưởng hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại khoản 1 điều 341 Bộ luật hình sự. Quyết định các đối tượng bắt bị can để tạm giam đối với số 1. Vâng, cho